Phần tiếp theo mà chúng ta sẽ làm quen đó là một thứ mà nó cũng vừa là công cụ vừa là được coi là hiệu ứng nằm ở trong Manning Effect, đó là Artistic Media. Artistic Media thì nó không hẳn là một thứ mà thực ra là nó nhiều thứ. Bình thường ra khi mà chúng ta vẽ ra một cái đối tượng nào đó hay chúng ta vẽ ra một cái đường nào đó thì thường nó sẽ có cái tính chất là nó thẳng, nó đều, hay là chúng ta cứ nôm na chúng ta gọi nó là cái đường contour giấy thép, nó đều nhau. Tuy nhiên khi mà chúng ta áp dụng cái Artistic Media thì chúng ta sẽ có thể làm cho nó có sự thay đổi đi bằng cách là biến những cái nét, biến những cái đường này nó trở thành những cái đường mà có thành có đậm, nó có sẽ không đều nhau nữa. Và các bạn có thể là vẽ ra một hình bình thường, sau đó các bạn bắt đầu gán cho nó những cái phần preset ở đây. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây thì chúng ta có 5 cái, nhưng mà thực ra có 4 biến thể thôi. Cái cuối này thì nó dành cho cái phần pressure, thì nó dành cho cái bút bút Wacom, cái bảng vẽ điện tử ấy đấy, để nó thiết lập những cái độ nhấn mạnh nhẹ các thứ trong cái quá trình mà chúng ta làm cái thao tác vẽ phác. Thì bốn loại này nó gồm có preset này là các cái nét đấy, thì các bạn sẽ thấy ở đây một cái hình, thay vì tất cả mọi thứ đều thì khi chúng ta chuyển những cái dạng nét khác nhau thì nó sẽ cho những cái thanh đậm to nhỏ khác nhau. Cái này thì các bạn chỉ việc là sổ cái danh sách ra, chọn một kiểu nó ở trong cái danh sách cung cấp như thế này, và sau khi chúng ta nhấn chọn thì nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt ở trong những cái đường, những cái nét, đường khép kín cũng được, đường hở cũng được. Và khi chúng ta gán cái Artistic Media này vào đây thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái độ thấp, mở, dày, mỏng, uốn lượn khác nhau. Các cái tham số ở đây thì nó cho phép chúng ta điều chỉnh những cái độ làm mượt, làm mềm đường, rồi thì độ dày, độ mỏng của cái đường này. Đây, ví dụ cũng vẫn cái nét đó, nhưng mà khi tôi tăng hay giảm cái độ rộng của nó thì là nó sẽ tác động trực tiếp lên cái đối tượng này được chọn đó. Thì cái thao tác này thì nó rất là đơn giản như vậy thôi. Cái thứ hai mà chúng ta có thể nói là cái brush. Cái brush này thì nó khi mà chúng ta chọn thì nó sẽ cho chúng ta những cái nét bút khác nhau. Cái nét bút vẽ ra thì trước đây là nó cũng liền, nhưng bây giờ chúng ta có thể chọn được những nét đứt này, nét đan này, nét phức hợp vân vân. Ví dụ tôi chọn lấy một kiểu này, ví dụ kiểu này, khi tôi đưa cái bút này tôi vẽ được, các bạn sẽ thấy là tôi sẽ vẽ ra những cái nét thế này, đứt đoạn như thế này. Đây, xem lại, chọn kiểu khác này, chấm tròn này, chọn kiểu nét đan này, chọn kiểu nhiều nét này, vâng vâng chúng ta sẽ có, cứ chọn kiểu gì thì cái nét vẽ của chúng ta nó sẽ được gán theo cái tính chất của cái kiểu đó. Tiếp nữa này, chúng ta sẽ có, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển cái này sang cái phần brush thì nó không phải chỉ có một loại duy nhất mà nó phân chia ra làm nhiều thể loại khác nhau. Ở đây các bạn nhìn thấy nó chia ra thành các thư viện như là Artistic này, Calligraphy này, Object này, Scroll, Sensor này, Splatter, Symbol và Texture. Mỗi một loại như thế này thì nó lại có những cái kiểu nét khác nhau, và khi mà chúng ta chọn một cái đối tượng hay là một cái gì đó thì việc thay đổi một cái kiểu nó sẽ làm cho cái nét hoặc là cái đối tượng của chúng ta nó sẽ thay đổi theo. Đây là Calligraphy, nếu tôi chọn Object thì nó lại cung cấp cho tôi một số các cái đối tượng dạng như này. Đây các bạn nhìn, nó mô phỏng theo cái hình được cung cấp ở đây. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái thứ nó gọi là đây, Object thì chúng ta có mấy loại thế này thôi, không nhiều lắm, hai loại. Về scroll, scroll thì nó cung cấp cho chúng ta những cái nét, những cái mảng kiểu như thế này.
Thế còn với sensor này thì chúng ta sẽ có những cái nét loại dạng như thế này. Splatter. Những cái giống như là vết mực, vết sơn. Đấy. Tiếp nữa này, symbol. Với symbol thì nó cung cấp cho chúng ta những cái dạng như này, ví dụ vẽ ra nó sẽ ra những cái dạng trông giống như cành cây này, vân sóng này, vân tay này, dấu chân này. Ví dụ thế. Còn ở dạng texture thì nó cung cấp những cái kiểu gọi là những cái matcha, những cái chất liệu như thế này. Cứ sổ danh sách ra, thích cái nào thì các bạn chọn cái đó. Thế còn một dạng thứ ba, dạng thứ ba là sprayer. Sprayer thì các bạn nghe thì các bạn hình dung ra nó là cái kiểu gọi là tô bằng bình sơn xịt đó. Tuy nhiên là thay vì là phun ra các cái hạt sơn, hạt màu thì nó hơi giống như là những cái hộp xịt hay những cái pháo giấy ấy. Nó phun ra những cái dải màu hoặc là những cái hình hài gì đó, hay là những cái mảnh màu. Đấy, thì bây giờ khi mà chúng ta chọn cái này thì nó ra cái gì? Đấy, cũng tương tự như vừa nãy, nó sẽ chia ra làm các chủ đề. Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ chia ra các chủ đề như là brush stroke này, food này, footprint này, mix, mosaic, music, object, plan, splatter và start. Đấy, ví dụ brush stroke thì nó cung cấp cho chúng ta những cái nét như thế này. Khi tôi vẽ ra một đường thế này thì nó tạo ra một chuỗi các cái hình hài như thế này. Tôi đổi sang kiểu khác này, đổi sang kiểu khác này. Ok, đây là một dạng. Đấy là kiểu brush stroke, kiểu food. Thì nó cung cấp cho tôi một loạt những cái đối tượng. Ví dụ như là đây là rau củ quả này, đây là bánh trái kẹo quà tặng này đó. Đây là kiểu kem kiếp rồi bánh ngọt này, hoa quả này, được breakfast này. Ok, đấy thì các bạn sẽ thấy ra rất nhiều kiểu đó. Nếu mà tôi chuyển sang một thể loại khác này, ví dụ footprint này, thì ở đây có các kiểu dấu chân này khác nhau này. Tiếp nữa thì mix này, thì chúng ta sẽ có một loạt những cái hình rất là vui, các con thú này, pháo hoa này, thổ dân đang nhảy múa này. Về cơ bản thì nó khác nhau với cái nội dung hình hài này thôi. Còn quy tắc thì các bạn sẽ thấy là can thiệp vào đây thì chúng ta can thiệp ở đâu? Chúng ta can thiệp ở một số các tham số phía sau này. Ví dụ như là size sprayer object thì các bạn có thể là gia giảm các cái tham số này để các bạn can thiệp vào cái sự hiện diện của các đối tượng này, nó to nhỏ như thế nào, mật độ như thế nào. Đấy, ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái phần nữa là spray order. Khi sổ danh sách ra thì các bạn sẽ có ba cái lựa chọn: randomly này, sequentially này và by direction. Một khi mà tôi bấm vào các cái tùy chọn khác nhau thì cái mật độ hoặc là cái sự xuất hiện của các dạng đối tượng này thì nó sẽ khác biệt đi khi mà tôi chọn. Và
Đây, ví dụ tôi chọn cá vàng này. Đó, một lần cá kiện rồi thì thực ra thì nếu như các bạn đã làm quen với lại cái lệnh hay là cái hiệu ứng blend thì các bạn thấy là chúng ta có thể là đặt một cái chuỗi blend lên trên một cái đường dẫn, đúng không? Về thực tế thì cái này nó cũng có một cái gì đó nó hơi hơi giống như thế. Đây, khi mà chúng ta muốn tách ra thì chúng ta có thể làm như sau: bấm chọn cái đối tượng này và vẫn cái lệnh Ctrl K thần thánh. Đây, bấm vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy gì đây? Cái đường chúng ta vừa vẽ này, nó đóng chính cái vai trò là đường dẫn. Và bây giờ tôi có thể nhắc cái đường dẫn này ra. Và đây là cái chuỗi hơi giống như chuỗi blend, thực ra là cái chuỗi mix mà chúng ta vừa mới chọn. Đó, và bây giờ nó là một group. Ungroup ra tôi có thể nhặt ra từng con cá ra hoặc là một cái đối tượng nào đó trong cái chuỗi đó. Thế còn trong cái này từng đối tượng một thì nó lại là một group. Nếu muốn chỉnh thì các bạn đã ungroup ra, các bạn chỉnh tiếp. Thì nó vừa là một cái kho tài nguyên để các bạn có thể làm một cái gì đấy cụ thể, hoặc các bạn cũng có thể coi như là một cái dạng kho tài liệu để các bạn có thể lấy một cái thành phần nào đó các bạn muốn. Đấy, chỉ đơn giản là các bạn vẽ nó ra để lấy xuất hiện tất cả những cái yếu tố các thành phần ở trong cái kho này, sau đó thì Ctrl K tách nó ra và lấy cái đấy ra làm đối tượng để mình có thể chỉnh sửa tiếp hoặc mình đưa tiếp vào một cái thiết kế nào đã khác đó. Thì đây là cái đây chính là cái cách. Các bạn còn nhớ cái ví dụ vừa nãy khi mà tôi cho các bạn xem cái ấy không nhỉ, cái em đánh răng không nhỉ? Cái khung xanh xanh đấy nó cũng là một cái phần mà nằm ở trong cái công cụ này nó cung cấp thôi. Đây, chúng ta tìm thử xem nó có ở trong này không. Thì ra ngay các cái hình ảnh này có cái gì gọi là bản quyền không? Không. Là mình tùy sử dụng. Về mặt nguyên tắc nó đã tích hợp vào trong này thì ai sử dụng thì cũng sử dụng được mà. Nó coi như là một cái phần tích hợp kèm theo công cụ nó bán các bạn rồi còn gì nữa. Ai sử dụng cái này cũng có cái này rồi còn gì nữa. Tất nhiên là để có cái này thì hãng nó phải trả tiền cho cái người mà trả lương hoặc trả tiền hoặc trả bản quyền cho cái người mà sáng tạo ra cái này. Thế nhưng mà nó tích hợp nó bán ở trong sản phẩm của nó thì là nó là cái phần dành cho người dùng rồi. Đây này, có còn nhận ra cái này không ạ? Là cái khung vừa nãy mà chúng ta nhìn thấy ở trong. Đúng rồi, làm khung đấy. Cái đấy thì cái này nó dùng tương đối là đơn giản như thế. Các bạn chịu khó mở ra xem xét để biết được là cái tài nguyên mà Corel nó cung cấp cho chúng ta gồm những cái gì. Đấy, có thể tận dụng nó trong những trường hợp như thế nào. Còn sử dụng thì thực ra đơn giản vậy thôi. Cái đấy là cái công cụ hay là gọi là hiệu ứng cũng được, gọi là công cụ cũng được, đấy là Artistic Media Tool. Thế còn cái cuối cùng ở trong nhóm này, cuối cùng ở trong nhóm thì nó là cái calligraphic thì chẳng qua cái này nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những cái nét mà có thành có đậm. Các bạn thấy là những cái bằng khen, những cái giấy tờ gì đó mà người ta công phu thì người ta bao giờ cũng viết tay, đúng không? Viết ở cái dạng gọi là có thanh có đậm. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ calligraphic này thì bao giờ chúng ta cũng sẽ tạo ra được những cái nét thanh đậm khác nhau thay vì một nét đều giấy thép. Đó. Thì cái việc mà chúng ta đặt các nét nó dày mỏng thế nào, góc nghiêng như thế nào, vân vân, độ làm mềm như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nét khi mà chúng ta sử dụng bút chúng ta phát ra. Chúng ta có thể sử dụng các công cụ này để chúng ta vẽ, chúng ta viết ra những cái chữ, những cái nét mà nó có thanh có đậm. Thế còn cái cuối này thì các bạn thay vì phải dùng chuột, các bạn phải xài cái bảng vẽ Wacom cơ. Thì lúc đấy các bạn sẽ
sẽ chọn thêm cái tính năng này để chấp nhận cái sự nhấn mạnh hay nhấn nhẹ để làm cho cái nét nó đậm hay nhạt, giống như là chúng ta vẽ thật, viết thật ở trên giấy ấy. Đã biết cái đấy chưa nhỉ? Biết cái bảng đấy chưa nhỉ? Nó là cái này, một cái dạng thiết bị bên ngoài dùng thay cho chuột đó, cũng cắm vào rồi thôi, có thể là wifi hoặc là cắm giống như là cổng USB thôi. Sau khi nó nhận những thiết bị các thứ thì chúng ta có thể là sử dụng nó thay cho con chuột. Và chúng ta khi mà chúng ta làm thì này đó. Và đến lúc mà chúng ta dùng ấy thì nét đậm hay nét nhạt các thứ bắt đầu thiết lập các cái tham số, thì lúc này nó sẽ thực hiện cái thao tác. Có thể nếu mà quen đấy, lúc đầu tiên chưa quen thì có thể là các bạn cũng sẽ hơi khó một tí, nhưng mà lúc mà chúng ta sử dụng rồi thì chúng ta có thể là sẽ thấy nó thuận tay hơn. Ví dụ các bạn có thể làm cái chữ ký đó, thì ký như cầm bút ký thôi, thì lúc này nó sẽ thành hình những cái thứ vào đây luôn. Đấy. Vẽ thì các bạn có thể là trong một chừng mực nào đó thì các bạn dễ dàng hơn, các bạn đưa những cái đường như thế này, các bạn vẽ, các bạn phát, các bạn làm mọi thứ thì có vẻ là nếu mà quen đấy, tất nhiên là đang dùng chuột thì chuyển sang cái này là khó. Đấy. Nó sẽ tương đối mất thời gian để các bạn có thể là làm quen được, làm chủ được nó, nhưng mà làm được quen với nó rồi thì chắc chắn là các thao tác các bạn làm nó sẽ tinh vi hơn tương đối nhiều so với cái thao tác dùng chuột đấy. Nhưng mà cái này thì nó dành cho những cái việc mà nó mang tính chất nó, nếu nói nôm na thì nó hơi nghệ một tí, chuyên nghiệp đấy, nó hơi nghệ một tí, nó hơi có cái tính chất artist một chút đấy. Thì thay thế cho cái việc là chúng ta sử dụng chuột. Chuột thì nó rất chính xác, nhưng mà nó cái độ mà gọi là phóng túng của nó thì nó không được giống như cái bút này. Đấy, thì giới thiệu sơ qua một chút như thế. Nó không can thiệp nhiều, nó không đưa ra những cái lựa chọn giống như này, mà nó chỉ đơn giản là thiết lập chế độ để có thể sử dụng cái bút Wacom hoặc là những cái bút vẽ điện tử thay cho chuột. Thì đấy là cái nhóm Artistic Media, nó sẽ giúp cho chúng ta là tạo ra những cái, hoặc là có những cái gần như là tận dụng được những cái tài nguyên ở đây. Đấy, để làm phong phú cho cái trình bày của mình.